Gửi đến lời cảm ơn vì cộng đồng mạng đã luôn quan tâm theo dõi vụ án Hồ Duy Hải trong suốt thời gian qua, và chúc cả nhà có một sức khỏe để vượt qua cơn đại dịch này. Và hôm nay thì em có một vài ý xin trao đổi với cộng đồng mạng là việc thám tử Cao nói về luật sư Phong. Thứ nhất là thám tử Cao nói gia đình ký hợp đồng với luật sư Phong. Cái chuyện đó thì mong cộng đồng mạng hiểu rằng cái đó là cái việc mà cái hợp đồng pháp lý của gia đình với luật sư, thì cái đó là cái chuyện cần được bảo mật. Ký hợp đồng như thế nào, hoặc là ký với một cái phí như thế nào, hay là bất kể là cái chuyện gì đi nữa, thì cái đó là cái quyền riêng tư cần được bảo mật giữa gia đình với luật sư. Và cái chuyện thứ hai đó là thám tử Cao nói tại sao luật sư không xin vào để gặp Hồ Duy Hải. Thì gia đình xin xác nhận là rất nhiều lần luật sư Đạt cùng luật sư Phong sau phiên phúc thẩm nó có làm đơn yêu cầu được vào trại gặp Hồ Duy Hải để làm cho cái thủ tục tiếp theo, đó là giám đốc thẩm. Nhưng mà bên phía trại giam họ nói là họ chỉ giữ người, họ không có thẩm quyền giải quyết. Còn cái thẩm quyền giải quyết á, là bây giờ nó chuyển ra ngoài trung ương rồi. Gia đình và luật sư ra ngoài trung ương á mà xin. Thứ ba đó là thám tử Cao nói luật sư Phong độc lập, độc quyền, không muốn ai tham gia chung. Luật sư Phong đã rất nhiều lần mời những luật sư cộng sự tham gia cùng, và cũng hợp tác, trao đổi. Nhưng mà dần về sau thì những luật sư đó rút chân ra khỏi. Họ nói thôi để mình anh làm đi, chứ vụ việc này thì tụi tôi không có đi theo cùng anh được. Đó là lý do mà tại sao luật sư Phong vẫn đơn độc lẻ loi một mình trong nhiều năm qua. Thì gần đây thì sau phiên giám đốc thẩm có rất nhiều luật sư cộng sự, và đặc biệt đó là liên đoàn luật sư cùng đồng hành phía sau luật sư Phong. Nhưng cái chính vẫn là luật sư Phong. Hiện tại thì luật sư Phong chỉ là luật sư hỗ trợ pháp lý cho Hồ Duy Hải. Nhưng nếu họ có một phiên tái thẩm hay là cần một cái thủ tục pháp lý nào nó phù hợp với cái phiên tái thẩm đó mà về cái vai trò của luật sư, thì tới đó là gia đình tự sẽ biết làm như thế nào để cho luật sư Phong được chính thức trở thành luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải. Nếu bây giờ mà thám tử Cao nói gia đình thuê thêm luật sư thì cũng chỉ là luật sư hỗ trợ pháp lý thôi, nguyên tắc là như vậy. Còn nói mà luật sư chính thức của Hồ Duy Hải thì tới phiên tái thẩm đi, người ta yêu cầu như thế nào thì mình sẽ làm như thế đó thôi, không có chuyện gì khó cả. Và cũng không cần phải đem lên mạng để bình luận, có những câu hỏi rất là thấy rất là vô lý. Mà tới bây giờ thám tử Cao mới hỏi luật sư, đó là lý do mà 11 năm nay không ký hợp đồng luật sư chính thức. Rồi nói là gia đình nghe lời luật sư Phong nên không dám ký hợp đồng thêm với luật sư nào khác. Xin hỏi ngược lại, tại sao không hỏi câu hỏi này khi mới đặt chân vào cái vụ án này mà đến hôm nay thám tử Cao mới hỏi? Và nếu thực sự có tâm á, thì không ngồi đó soi mói chuyện luật sư đã làm gì, đang làm gì và sắp tới sẽ làm gì, thay vì cùng đồng hành với luật sư đưa ra những cái phương án tốt nhất. Còn về phía gia đình á, là luật sư làm gì phải thông qua ý kiến của gia đình, chứ gia đình làm gì không phải thông qua ý kiến của luật sư. Cái đó là gia đình xin nhấn mạnh lại là luật sư làm gì phải thông qua ý kiến của gia đình. Kể cả việc thuê luật sư nào cùng đồng hành với luật sư Phong, không phải ý kiến luật sư Phong quyết định là được, mà đó là do gia đình có đồng ý hay không. Cho nên đề nghị là thám tử Cao nói chuyện nên tôn trọng luật sư. Và thái độ của thám tử Cao thì hôm nay thì tôi không hài lòng mấy. Vì thám tử Cao chỉ có quyền góp ý chứ không có quyền chất vấn luật sư Phong, hoặc là đưa ra để bàn luận giữa cộng đồng mạng về vai trò và tính cách của luật sư như vậy. Vào cái video hồi tối này là của anh Nguyễn Đức, là đúng là cô Loan. Cô Loan có ý kiến như vậy và nhắn gửi anh Nguyễn Đức đăng lên trên mạng. Hôm nay thám tử Cao lại đề cập cái vấn đề đó.
thì tôi thấy thật sự không cần thiết. Nói chung những gì mà thám tử Cao có ý cho gia đình thì gia đình rất là biết ơn. Và những gì thám tử Cao đang vạch ra để cho gia đình đi thì những cái chuyện đó gia đình đã làm hết rồi, làm rất nhiều. Thậm chí là làm trước khi gặp luật sư Phong nữa. Giống như là cái chuyện xin tại ngoại cho Hồ Duy Hải, xin cho luật sư được vào gặp Hồ Duy Hải. Cái đó là quyền lợi của luật sư mà. Gia đình luôn đòi hỏi để luật sư được vào gặp trại giam gặp Hồ Duy Hải. Kể cả phía khúc sau này có luật sư Tạo và một số luật sư cộng sự khác cũng đã làm đơn, ký rất nhiều và đòi cái quyền lợi của mình được gặp Hồ Duy Hải, nhưng mà phía trại giam họ đều khước từ. Nếu mà nói dễ như vậy thì gia đình đâu cần phải nỗ lực đến ngày hôm nay mới có phiên giám đốc thẩm. Và sau phiên giám đốc thẩm thì gia đình lại phải trông mỏi mòn đến phiên tái thẩm. Thì đó là đôi điều gia đình xin nhắn gửi đến thám tử Cao, là nên tôn trọng ý kiến của gia đình, là ngừng ngay việc soi mói luật sư Phong và đưa luật sư Phong lên mạng bàn luận như vậy. Thực sự là gia đình không đồng ý. Còn cái chuyện anh hàng xóm gặp nhân chứng thì luật sư Phong luôn đề cao công ơn của anh hàng xóm, và luật sư Phong chưa bao giờ dành công đối với anh hàng xóm cả. Anh hàng xóm làm vì cái tâm và tự nguyện giao nộp cho luật sư, chứ không có phải là nghe lời luật sư. Tại vì ai cũng lớn hết rồi, đâu phải là muốn nghe lời ai là nghe. Người ta cũng biết nhận định cái nào đúng cái nào sai, người ta mới làm theo. Và ý cuối cùng đó là thám tử Cao nói biết chuyện vụ 7 vào làm việc nhưng không nói. Cái này là vụ 7 làm việc độc lập nha các bạn. Và khi vụ 7 vào thì chả ai biết cả. Cho tới khi mà kết thúc quá trình làm việc thì tất cả chúng ta mới đều biết là họ vào để làm gì, và họ vào đây với tư cách gì. Dạ, đó là